hé lộ teaser giới thiệu scanner sau rework. Cuối mùa giải 2023, Riot đã hé lộ ít nhiều về bộ kỹ năng mới của scanner. Nhưng mãi đến hôm nay, Riot mới công bố hình ảnh chính thức của tướng này sau khi được chỉnh sửa toàn bộ, từ diện mạo cho đến kỹ năng. Qua hình ảnh mới nhất có thể thấy, bọ cạp kim cương của Liên Minh vẫn được giữ nguyên tạo hình đã hé lộ với 3 cái đuôi. Lớp vỏ cứng cáp cũng được giữ lại màu xanh và càng có màu chủ đạo là trắng. Dù chưa được xác nhận bởi Riot, nhưng một số leaker tiết lộ, ảnh teaser mới này không phải hình nền mặc định mới của scanner, mà chỉ là ảnh quảng bá diện mạo mới của tướng này. Bên cạnh đấy, một số skin của scanner được cho là sẽ sở hữu cốt truyện mới. Scanner cổ ngữ từng là người bảo vệ của một nền văn minh cổ đại đã sụp đổ. Scanner hy vọng một ngày nào đó, hắn có thể xây dựng lại mọi thứ đã mất. Nhưng cho đến lúc đấy, hắn thề sẽ bảo vệ tất cả những gì còn lại, tàn tích của nơi từng ẩn chứa rất nhiều điều huyền ảo. Scanner cỗ máy chiến đấu là robot đầu tiên thuộc chủng loại này, được nạp nhiên liệu bởi cơn thịnh nộ. Scanner sa mạc là ác quỷ của sa mạc cũ, thu hút các linh hồn lạc lối bằng giọng nói của mình. Khả năng cao, Riot sẽ ra mắt phiên bản 2024 của Scanner trên máy chủ BBE vào ngày 19 tháng 3 tới, đồng thời ra mắt chính thức vào ngày 3 tháng 4 ở bản 14.7.